Cuộc sống của Cẩm Ly ở nhà triệu đô nhưng giản dị đến khó tin, chính thức trở thành bà trùm nông sản. Đây là được một rổ cải nè cả nhà, mà dưới đây còn rất là nhiều đúng không? Cẩm Ly được xem là tượng đài của dòng nhạc đại chúng trữ tình quê hương. Cô có hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật Việt. Nữ ca sĩ có cuộc sống sung túc bên ông xã và hai con gái. Trong giọng ca sinh năm 1970 vẫn giữ sự giản dị không khoe mẽ. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, giọng ca ảo mộng tình yêu đã sở hữu được khối lượng tài sản khiến bao người ngưỡng mộ. Cô xây dựng tổ ấm cùng ông xã là nhạc sĩ Minh Vi và sống trong căn biệt thự quận 7 có giá triệu đô, hơn 20 tỷ đồng với đầy đủ tiện nghi, nội thất sang trọng. Cặp đôi cùng chăm sóc nuôi dưỡng hai con gái. Nội thất sử dụng tại căn hộ của Cẩm Ly là một sự kết hợp hoàn hảo giữa gỗ cao cấp và các chất liệu như kính, da, mang tính nghệ thuật cao, đặc biệt là việc phối hợp giữa tông màu mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống. Loạt thiết bị từ phòng khách cho đến nhà bếp của nữ ca sĩ đều mua từ những thương hiệu uy tín trên thế giới. Thành đạt và sung túc, song cuộc sống của Cẩm Ly vẫn rất bình dị, gần gũi, không còn hoạt động quá nhiều trong showbiz như trước nữa. Nữ ca sĩ tập trung chăm lo cho gia đình, xây dựng tổ ấm. Mỗi ngày cô dành một khoảng thời gian để trồng cây, tạo một vườn rau nhỏ để trên sân thượng, tự cung tự cấp nguồn rau sạch cho cả nhà. Để có được vườn rau xanh tốt như vậy, nữ ca sĩ cho biết cô đã phải có công tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ lưỡng từ cách bón phân, chiết cây tới ươm cây, uống cây, tỉa cây. Dân tình phi phong Cẩm Ly như bà trùm nông sản. Cuộc sống của Cẩm Ly khá đơn giản. Sau khi kết thúc công việc trên sân khấu, cô về nhà với tổ ấm nhỏ trồng rau, chăm sóc gia đình. Nữ ca sĩ không quan tâm tới các chuyện thị phi trong showbiz hay so đo thù lao ít nhiều, mà chỉ muốn làm tốt nhất công việc của mình, truyền cảm xúc tới khán giả. Người hâm mộ có thể thấy rằng đối với Cẩm Ly, hạnh phúc không phải những gì quá lớn lao, mà việc nhìn thấy con cái ngoan ngoãn, gia đình vui vẻ. Nguyên tắc vàng trong cuộc sống hôn nhân của cả hai chính là đàn một dây căng thì dây kia phải chùng, tức khi xảy ra mâu thuẫn, nếu một người nóng giận thì người kia phải chịu lại để dung hòa. Hai nàng công chúa của Cẩm Ly đều học giỏi và ngoan ngoãn. Tuy các bé có máu văn nghệ, nhưng hai vợ chồng nhạc sĩ Minh Vi vẫn không có ý định định hướng con theo nghệ thuật, mà phải chuyên tâm học tập tốt và có kiến thức vững vàng. Bên cạnh đó, hai con gái của nữ ca sĩ khá kính tiếng. Các bé được theo học tại một trường quốc tế với chi phí cực đắt đỏ, lên đến hơn 130 triệu đồng một năm. Mặc dù sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện vật chất, nhưng Cẩm Uyên và Cẩm Anh ít khi ăn mặc cầu kỳ, tính cách giản dị như ba mẹ. Cẩm Ly sinh năm 1970, được biết đến là một trong những nữ ca sĩ đình đám V-Biz, theo đuổi dòng nhạc nhẹ trữ tình, mang âm hưởng dân ca. Loạt ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi của cô như Em sẽ là người ra đi, Ảo mộng tình yêu, 999 đóa hoa hồng. Cẩm Ly vẫn là gương mặt được nhiều nhà sản xuất lựa chọn vào vị trí giám khảo của hàng loạt game show truyền hình hot như Thần tượng tương lai, Hát mãi ước mơ, Biệt tài tí hon. Điều đó cho thấy sức hút của nữ ca sĩ và tất nhiên, cô cũng có nguồn thu nhập ổn định và đáng ngưỡng mộ từ vị trí này. Bên cạnh đó, Cẩm Ly cũng chính là một nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến bởi lòng nhân hậu khi thường xuyên âm thầm làm từ thiện. Trong thời gian dịch bệnh, nữ ca sĩ đã ủng hộ rất nhiều lương thực gồm gạo, mì tôm, khẩu trang để giúp đỡ người khó khăn. Ở độ tuổi U50, nữ nghệ sĩ ít khi tham gia các hoạt động trong showbiz. Giọng ca chim trắng mồ côi tập trung chăm sóc gia đình. Sau 25 năm miệt mài làm nghề cầm mic, tên tuổi Cẩm Ly vẫn luôn được khán giả ngưỡng mộ, quan tâm mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.